chúng ta hãy cùng đến với cả vị khách mời trong trường quay, chính là một cô bé đang ở trong độ tuổi 17. Bạn Linh Nghi, xin chào. Chào cô chú. Chào cô chú đúng không? Chào anh chị thôi, anh được chị rồi ạ. Để cho bọn mình cảm thấy là cũng trẻ trông hơn tí. Mặc dù là bọn mình cũng phải hơn Linh Nghi đến mười mấy tuổi đấy. Nhi có thể giới thiệu một chút về những gì mà em mang đến đây ngày hôm nay trong cà phê sáng. Hôm nay thì em có mang đến những tác phẩm của mình trong buổi triển lãm đầu tiên của em. Vâng. Triển lãm của em diễn ra từ bao giờ? Ngày 26 tháng 11 ạ. À, tức là vừa mới diễn ra sao? Vâng, đúng ạ. Cho chị đi ra ngoài xem một vòng mấy bức tranh này ạ. Wow. Và anh nhớ lúc nãy là Nhi có mang đến đây những cái tờ giấy gió này. Đây có vâng, phải cái chất liệu tạo nên những bức tranh này không hả Nhi? Dạ đúng ạ. Thế vì sao mà em lại lựa chọn giấy gió cho những cái tác phẩm của mình? Giấy gió là một chất liệu cổ truyền của Việt Nam. Và nhưng mà nó lại rất mới với các em. Thế cho nên là em thấy nó rất là thú vị. Và nó cũng là một thử thách đối với em. Vì nó, cái độ loang và cái cách sử dụng của nó cũng rất là khác với giấy màu nước bình thường. Nhìn ở đây thì không hề biết là đây là giấy gió luôn. Có thể có một bức tranh, có một số bức thì sẽ thấy. Nhưng mà ví dụ như là cái bức này khi mà em hòa màu hết vào đây thì không hề thấy luôn. Vâng. Đây là những bức em, có phải là em tự họa bản thân mình không? Dạ, có bức này ạ. Bức này là em vẽ tự họa. Mất bao nhiêu lâu để mà em vẽ xong một cái tác phẩm này? Nó tùy từng bước ạ. Ừ. Bức ở giữa này là em đã dành nhiều thời gian nhất ạ. Em đã dành nhiều thời gian nhất cho bức đấy, không phải là bởi vì kỹ thuật nó quá khó hay là nó quá là phức tạp gì, nhưng mà bởi vì ý tưởng nó cũng khác so với những cái bức tranh khác ạ. Cho nên là em cũng dành nhiều thời gian về nó hơn. Ở đây thì anh thấy là trong đa phần các cái bức tranh thì có tông xanh là tông chủ đạo. Có đúng cái dụng ý gì của em ở đó không? Thứ hai là em sử dụng màu xanh đơn giản vì là màu xanh đem đến cho em rất là nhiều cảm hứng ạ. Em cũng rất là yêu thích màu xanh từ hồi nhỏ. Và tại sao lại là gối đầu bên cạnh một chú hiêu? Hay là mình thấy là cái nội dung biểu đạt những bức tranh này có vẻ như là hơi siêu thực một tí nhỉ? Vâng, thì trong lúc em vẽ thì em lúc nào cũng sẽ chọn con vật mà mình sẽ vẽ trước. Thì em sẽ chọn con vật xong, lúc sau em sẽ tính xem là cô gái sẽ đối xử với con vật như thế nào. Chứ ví dụ như là trong bức con hươu tên là Bambi. Thì con hươu đối với em là một con vật rất là hiền lành, rất là ấm áp. Thì em đã chọn là cô gái ngả với người con hươu thì cho nó tình cảm hơn ạ. Thế còn những bức tranh khác thì là con gì? Đây, cái bức này cũng khá là ấn tượng này. Bức này là con sói ạ. Thì là bức này cũng là bức đầu tiên mà em vẽ. Là em muốn vẽ là một cô gái ở giữa bầy sói. Thì nó cũng tạo ra một cái cảm giác khác so với cái bức con hươu kia. Thì con sói đối với em là một con vật sống theo đàn. Thế nhưng mà ví dụ như là cô gái này nhìn lên trên thì như những con sói nhìn lên mặt trăng. Nhìn lên mặt trăng. Vâng. Và cô gái thì cũng thế. Vâng, cô gái nhìn lên. Tức là có vẻ là diễn giải những cái tâm tư vâng. trong cái suy nghĩ của mình. Thực ra là nội dung của mỗi bức tranh thì mình không nên kiểu hỏi kỹ quá, đúng không? Kiểu mỗi người cảm nhận, đúng không? Mỗi người sẽ có một cái cách cảm nhận khác nhau. Mà với Linh Nghi thì mới 17 tuổi thôi mà em đã phát triển cái năng khiếu hội họa này. Em vẽ từ bao giờ? Đam mê hội họa đến với em như thế nào? Em vẽ từ rất là lâu, từ hồi nhỏ. Em đã thích vẽ từ hồi em tầm 3 tuổi ạ. Và cho đến bây giờ là 17 tuổi đã có triển lãm cá nhân đầu tiên. Vâng. Và sự đón nhận của mọi người như thế nào? Mọi người cũng rất là ủng hộ em ạ. Rất là gia đình, ông bà, tất cả mọi người rất là vui vì em cũng rất là vui vì em có cơ hội thêm một triển lãm. Cũng như là các thầy cô giáo ở trường và các bạn bè. Chắc là vẽ ở trên giấy gió thì đúng là một cái điều khó khăn đấy. Bây giờ thì em có thể thử luôn để cái cách mà mình pha màu rồi mình vẽ ở trên cái chất liệu này không? Màu thì em đã pha sẵn rồi. Tại vì là mình đã mang cất công pha màu đấy, em cứ thực hiện đi. Dạ vâng. Thì nó có nhiều cách sử dụng khác nhau. Ví dụ như là mình có thể nước lên trước.
có thể làm ướt trên ướt thì mình sẽ làm ướt cả hai bút. Mọi người thấy nhìn là em đã tô một lần nước lên rồi. Sau em sẽ một lần bút ướt lên thì nó sẽ loang ra. Nên nó loang ra không chỉ có màu mà còn cái độ pha loãng của cái dung dịch ở đây. Giấy gió cũng khá là cứng, nó cũng có lẽ là nó cũng là một cái thử thách đối với người họa sĩ, nhưng mà thấy thú vị nhỉ. Nhưng làm thế nào để có thể kiểm soát được cái độ loang này của màu ấy nhỉ? Thì cũng phải tập luyện thôi. Chị nghe nói là em bán được tranh cũng khá khá, mà tiền đấy là để dùng làm gì? Tiền đấy em có hợp tác với cả một quỹ tên là Blue Dragon, và em đã góp một phần nho nhỏ để giúp các bạn nữ có hoàn cảnh khó khăn hơn ạ, để thực hiện được ước mơ của mình. Đáng yêu quá. Vâng ạ, và trong lúc mà Linh Nhi vẫn đang thể hiện những cái phóng tác, những cái nét khác nhau để tạo ra những cái độ loang rất là thú vị, tạo ra hiệu ứng ở trên giấy gió, thì những người lớn như chúng mình xem thì chỉ thấy thán phục thôi. Và phần nào đó mình cũng nghĩ là thực ra thì cái sự mộng mơ hay là cái sự thể nghiệm cho sự sáng tạo thì có lẽ là không giới hạn ở một độ tuổi nào, không phải chỉ khi chúng ta lớn đúng không, chúng ta trưởng thành, khi mà chúng ta ở trong một độ tuổi rất nhỏ thì cũng đã bắt đầu nên phát triển những cái sự mộng mơ đấy rồi. Và đúng là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu đam mê của mình, và cũng không bao giờ là quá sớm để có thể làm được những gì mình thích. Những bức tranh qua lăng kính, qua góc nhìn của một cô bé 17 tuổi thực sự khiến cho chúng ta cảm thấy ấn tượng.